Đây, giới thiệu cho các bác này, đây là ngã tư Đồng Quang này của thành phố Thái Nguyên này. Hôm nay thì em sẽ dẫn các bác đi thăm cái siêu phẩm của em. Cách đây vài ngày thì em có đăng một cái chiếc xe ở trên trang cộng đồng. Đấy là cái con xe MG750EX sản xuất năm 2009. Đúng rồi, con đấy là 2009. Một chiếc xe thì cũng không phải là đời cao, nó là một chiếc xe đời sâu. Nhưng mà con đấy kiểu dáng này rồi cái chất xe của nó rất là đẹp, chính vì thích nên em mua về, mang cái tính chất là sưu tầm. Con xe này thì em sẽ chăm sóc lại từ A tới Z và nói chung làm rất là kỹ. Bác nào phải thực sự là thích, thực sự là yêu thì em mới bán. Bởi vì chính em là em cũng, đúng rồi, chính em là em cũng rất là thích cái sản phẩm này. Em sẽ làm coi như là chăm chút lại nó hết. Hôm nay thì sẽ ra gara cái chỗ mà em đang để xe ấy, là xem là mọi người đã kiểm tra và xử lý nó được tới đâu rồi, và xem còn cần những cái gì phải xử lý thì em sẽ cho làm luôn. Cái con xe đấy trong, tức là cái hôm mà mua về, cái tình trạng của nó là ở cái kính chắn gió của nó bị nứt một vết, thì em đã cho gara coi như là đồ về để ra kính và thay kính mới vào. Cái này thì không phải là liên quan đến đâm đụng đâm điếc gì cả. Cái động cơ sẽ cho nó kiểm tra và bảo dưỡng lại hết tất cả những cái gì cần thay thế này, hay là hư hỏng này, hay cần khắc phục thì em sẽ khắc phục lại hết. Bởi vì con xe này nó không phải là một cái chiếc xe lướt và một chiếc xe đời cao, mà nó là một chiếc xe 2009. Các bác sẽ hoàn toàn bị bất ngờ trước cái kiểu dáng của nó này, và thứ hai là cái chất của cái con xe đó. Con xe đấy thì cái chất của nó nói chung là nó phải chất như những cái chiếc xe Đức, chứ không phải là một chiếc xe Trung Quốc. Nếu mà các bác nào mà hiểu về cái dòng xe này ấy, thì sẽ biết cái con này là xe của Anh. Đấy, sau đó thì đến năm 2007 Trung Quốc mua lại cái công nghệ, mua lại thương hiệu này, thì đưa cái chiếc xe này ra để sản xuất làm xe sang ở tại thị trường nội địa Trung Quốc. Đấy, chính vì thế nên nó được sở hữu rất là nhiều các cái ưu điểm của cái dòng xe MG xịn, chứ hoàn toàn nó không phải là một cái chiếc xe gọi là xe chung. Thời đấy thì nó chưa bị tàu hóa nên cái đồ đoàn rồi mọi cái của nó rất là chất lượng. Từ các cái chi tiết nội thất ở bên trong này, nó rất là chỉnh chu, nó rất là đẹp, nó như kiểu là xe Đức ấy. Da ghế này, xong là đến các cái chi tiết nhựa này, rồi cái công nghệ của cái xe đấy này, rồi cái chất sắt này. Nói chung là đến tại thời điểm này, tức là cái con xe đấy đến bây giờ là nó cũng được 14-15 năm nhưng mà còn cực kỳ là ngon. Form dáng thì giống như kiểu những cái chiếc mẫu xe sang đời sâu. Nhìn nó như Bentley ấy nhở, nhìn giống Bentley. Da rẻ, ghế ghiếc các thứ thì rất là mịn màng. Còn một đoạn nữa, chắc là 1-2 cây nữa thì đến cái vị trí gara mà đang chăm sóc cái xe đó. Con đấy thì... nội thất là màu gỗ, là nó là gỗ hay nhựa dạng? Con đấy là vân gỗ, nhưng mà không biết là nó là sơn vân gỗ hay là gỗ. Nhưng mà anh nghĩ là sơn vân gỗ thôi, bởi vì cái giá trị xe nó cũng không cao, chỉ làm cho đẹp mắt thôi, chứ còn bây giờ nếu mà ôm gỗ xịn, ôm gỗ thật thì chắc là chỉ trên những cái mẫu xe gọi là siêu sang mà xe đắt tiền. Em thấy cái sắt xi nó dày phết lên. Đúng rồi, đấy là cái ưu điểm của cái dòng xe đấy. Đi đầm chắc lắm. Con xe đấy cực kỳ đầm. Cửa hết đóng cũng phụp thôi. Cứ làm lên đẹp đã, xong là để coi như là đi lại loanh quanh, đi chơi. Cửa đóng như ra ngoài thì ai cũng phải nhìn. Đấy. Còn xong sau đó thì bác nào mà có nhã ý mà thích thì em lại gả lại cho. Em đã chăm xe là chỉ có đẹp thôi. Mà đẹp thì em mới để em dùng, chứ còn nếu mà thực sự một cái chiếc xe đời sâu mà nó không đẹp, nó không phải là những cái loại mà gọi là xe chất hiếm thì em cũng không mua. Con đấy thì các bác chắc chắn là không mong gì cái máy móc nó còn nguyên bản, bởi vì nó là 2009. Đến bây giờ thì em cũng đưa cái máy ra để em bảo dưỡng đây, xem gioăng phớt này, hay là bất kể một cái cảm biến hay có một cái vấn đề gì đấy mà nó bị hư hỏng hay nó trục trặc thì em sẽ yêu cầu thay thế toàn bộ. Xác định ngay từ lúc đầu, tức là mua cái xe đấy về thì phải đầu tư, phải đắp vào một cái khoản tiền đấy, để thứ nhất là đi cho nó ổn định, và thứ hai đi cho nó sướng này. Con xe đấy như kiểu là dòng xe chơi, xe làm cảnh. Nhìn cái kiểu dáng của nó đi ra ngoài đường mà ai cũng phải nhìn, cảm giác đi nó cũng sướng. Gara ô tô Diễn Trang. Chỗ ngoài này thì làm hay làm xe B này, xe mẹc này, nói chung là hay làm xe Đức. Trình độ của thợ thì cũng rất là ok. Đưa ra đây làm cho nó cẩn thận. Đây, rẽ lên gara đây. Gara ô tô Diễn Trang này, Quang Bộ 2 đây. Ây à, lại tắc rồi. Vẫn lên rồi. Nhưng mà cái xe kia nó đang lùi ra đúng không? Để cho nó lùi ra nữa. À, nó đánh gọn vào phải không? Được rồi, để mình tiến vào trong.
lên trên cầu ấy. Không. Ôi, để mất lên trên cầu rồi hả? À, nhờ anh Diễn cho xuống tí. Sư phẩm đã đến nơi. Qua thăm con xe này tí. Ừ, xe này á. Thế thì ánh lùi nhá. Anh Diễn đâu rồi? Ừ. Đẹp không? Chú ấy đẹp không? Quay này cho khách xem. Ừ. Mày hạ cho anh cái này xuống được không? Chỗ này là phải căn lại cái ba đờ sốc này, nó bị sệ nhỉ. Cái này làm sơn không ấy, chưa làm sơn bao giờ không chỉnh lại. Đúng rồi, bao giờ làm sơn xong rồi chỉnh lại. Bây giờ ở đây để bảo dưỡng trước. Kiểm tra cho anh xem là máy móc nó có vấn đề gì không, xong là cần thay cái gì thì thay. Đó. Anh Diễn rồi. Hôm nay là đang tháo gì ra kiểm tra rồi? Đang đợi đồ. Đang đợi đồ à? Sếp bảo đang đợi đồ. Sếp bảo đang đợi đồ à? Này, con này máy rất là êm nhỉ. Đang xem có đổi cảm biến cảm biến. Này, bảo con này là đời bao nhiêu? Dạ. Em bảo con này đời bao nhiêu? Anh biết thì em mới đâu được cái. Nhưng mà nhìn xem đố mà tìm thấy một cái chỗ nào nó bị han dỉ hay mọt mục ấy. Xe tàu ấy. Chất nhỉ? 2 mấy anh? 209. Đấy. Ừ. 9 đăng ký 9 luôn. Đây, chỗ này bị sệ này. Này để căn lại này. Kính chắn gió này cũng đang đặt về để thay đây này. Đây này. Được ạ. Được rồi. Con này. Chuẩn luôn. Chuẩn luôn. Đây này, anh quay xem cái máy. Được rồi. Bảo đúng chuẩn luôn. Máy móc khô ráo phết nhưng mà hơi bẩn. Cái này chắc là đang kiểm tra rồi. Nhưng mà chưa biết là thay cái gì không. Anh. Cái này là chắc đang tháo ra kiểm tra phải không? Cái này xong vệ sinh khoang máy này là đẹp mà. Logo này. Logo của con này hay không? Nhìn như rôn roi. Đèn đó mà. Ừ. Đây là rửa đèn à? Rửa đèn. Cái rửa đèn của 209 thì một người. Không phải, cái thời đấy cái xe này kiểu nó làm như thế. Kiểu dáng của con này rất là đẹp nhá. Đây này, cái chất sắt của nó rất là tốt các bạn này. Này, hoàn toàn không có bất cứ một cái hiện tượng gì gọi là han dỉ hay là mọt mục quẻ. Nó zin từ đầu đến cuối này. Đây này, từ trong các cái vị trí ngõ ngách đây này. Sáng choang. Cái này là tháo cái kính chắn gió ra rồi. Con này thì kính chắn gió của nó bị nứt một vết, bây giờ đang đặt để thay. Thất thì nhìn rất là sang. Con này thì phải căn chỉnh lại cái này này. Xong sau đó là đánh bóng. Anh nhìn thấy cái loại này bao giờ chưa? Con này hơi lạ nhỉ? Vâng. Con gì đấy? Con này là cái con MG đời, tức là đời sâu. Con này là 209 á. Con này là cái con Rover 750. À, con nó là cái sâu này, đời sâu đúng không? Vâng. Đây này, con này từ các cái đường chỉ các thứ của nó này. Cái đường chrome này nó còn phẳng tăm tắp từ đầu đến cuối. Mà cái vỏ của con này nó bị han dỉ gì đâu. Em lấy à? Em vừa lấy. Còn có con để nhìn chung nó vẫn còn nhìn nhỉ? Logo. Rất lạ nhỉ. Đang mang ra đây để bảo dưỡng ấy. Có lạ đấy nhỉ. Vâng. Cái nhìn đít này đẹp hơn này này, nhìn từ đít này đẹp hơn này. Đây. Lạ nhỉ. Vâng, nhìn nó như kiểu xe sang đời sâu ấy. Vâng. Con này về cho vào thần dòng xe cổ là đi hay vết đấy chứ. Vâng, đúng rồi. Kiểu xe cổ ấy. Kiểu xe cổ. Mà đèn đóm các thứ nó mới lắm, đèn trước đèn sau. Con này nói chung là chủ nó giữ. Được đấy, con này đắt không? Con này không anh ạ, em mua có hơn 200. Ui. Xong về đây xác định bỏ ra để. Ui, để mất cho anh đây là mất 300 rồi, không ok. Cầm anh. Để anh đeo cái này vào. Đã bảo anh Diễn là làm thật cẩn thận vào. Vâng, không,
Cái thời này thì cái xe này nó vẫn chưa tàu ấy ạ. À, tức là nó vẫn là cái công nghệ của thằng Anh chuyển sang. Tức là tàu nó vừa mới mua lại công nghệ. Thế nên là cái chất sắt và mọi cái của nó giống như xe Đức anh, nên giống xe châu Âu này. Chứ còn xe tàu đến bây giờ nó hỏng hết rồi, nội thất nó mới lắm. Con này nội thất rất mới. Vâng. Hơn 200 tí. Vâng. Vỏ nước khung sườn nó vẫn còn căng hết nhỉ? Vâng. Đúng đấy, thì em ấy bảo là vỏ nó căng này em mới mua mà. Vâng. Mà cái nội thất anh xem mà nội thất nó đẹp lắm. Vâng. Cái da zin theo xe đấy. Nó có cái đường này này giống như kiểu bọn xe sang. Đường này nó mua rồi. Vâng. Đường này mà hỏng rồi. Đúng rồi, cái này hỏng chắc là khó. Cái này nó bằng hợp kim. Đấy, cái da zin theo xe đây. Vâng. Vâng. Đấy là con này nó còn nắng vẫn mưa đấy đúng không? Vâng. Con này chắc là không sử dụng nhiều. Thì cái nội thất nó đẹp thật. Con này mà bắn lại màu trắng thì thôi rồi đấy. Vâng. Cái màu này là màu titan đấy. Con này bắn mẹ hết màu trắng lại thì thôi rồi luôn. Con bắn màu đen. Con này nó có 3 màn hình theo xe mà sử dụng được hết, không sót cái nào. Hôm nọ em kiểm tra các cái công nghệ của nó là đầy đủ hết. Vâng. Hơn 200 triệu thôi. Không, chạy cách âm mà đầm chắc lắm. Vâng. Nhìn nó không bỏ hết rồi. Vâng. Anh chỉ cho nó con nguyên này này. Ngày xưa thi thoảng mà em gặp nó đường em nghĩ nó tàu nhưng đích phải đâu. Đi chạy thử một phát này xong sau mới tìm hiểu ra mới biết. Nhìn cái chỉ nó con nguyên này này. Vâng, đúng. Chỉ nó con nguyên chi này. Cửa nó không mọt nhỉ. Vâng. Nó không mọt đâu. Cả các cái đúng rồi, cửa các thứ nó vẫn nguyên zin từ những xe nhiều nhá. Vâng. Con này chỉ thay duy nhất cái kính lái. Đây. Ghế lái này chỉnh điện. Ghế lái chỉnh điện 3 vị trí. Con này ra đường nhiều người nhìn đấy. Nhìn nó như kiểu Bentley anh. Lạ nhỉ. Túi khí thì rất nhiều. Ở trên ghế cũng họa tiết này. Vâng, cái đấy nó bị kính chắn gió nó bị nứt ạ. Xong là em phải đặt thay. Cửa sổ trời các thứ đầy đủ. Đây họa tiết in trên ghế cứ như rôn roi. Ghế bao năm nó không nhỏ nhỏ nữa nhỉ. Vâng. Đây này ghế bao nhiêu năm, từ 2009 đến bây giờ cái chất da của nó vẫn như này. Cái thì nổ lâu rồi. Vâng, con này mà đánh rửa lên là đẹp lắm. Kể cả da vô lăng cũng là zin này. Được. Vâng. Đồng hồ thì thiết kế giống như kiểu là xe sang ấy nhỉ. Xe sang đời sâu. Đấy, có 200 logo thêu lên trên ghế luôn. Logo thêu lên ghế luôn. Vâng. Vâng. Tạp lô mới tinh. Có cái đồng hồ ở cái vị trí này nhìn như kiểu xe sang. Đây còn chưa. Anh ấy, anh bỏ cái này ra anh với anh. Đây còn chưa làm ấy đấy nhỉ. Vâng. Cái này chưa dọn nội thất, dọn nội thất lên xong là đẹp lắm anh. Nhưng mà nó rẻ thật anh ạ. Vâng. Nhưng mà đến đời 12, 13 thì đi không sướng bằng bọn này đâu. Bọn này chỉ được 09 thôi, tức là 09 nó vẫn còn bê nguyên công nghệ của thằng Anh. Nó chưa bị lai thằng tàu vào, nó làm xe sang cho cái thị trường nội địa Trung Quốc mà. Vâng. Đấy, đóng cửa các thứ chắc nịch. Nhưng mà đến 2012 thì bắt đầu lúc đấy là nó cũng tàu hóa lên một chút nên đi nó khác. Đây này. Giá trị nhất là cái đường viền này này, chạy từ trước ra sau này. Chưa bị móp méo thế nào. Vỏ mỏng căng. Đẹp ghê. Chất nhờ. À, con này nó còn có cái ghế đằng sau. Cái ghế đằng sau nó còn mở cái này ra chỉnh được cả rèm giữa các thứ mà anh. Hiện đại lắm. Đây này. Đây. Đây, gương này thì là gương điện này. Đây, đây có sấy ghế hai bên này. Xong rồi đây chỉnh các cái chức năng trên màn hình này, to nhỏ này anh này. Cái này là rèm này. Nó có cả rèm đằng sau. Rèm sau vẫn dùng bình thường, hôm nọ em kiểm tra các công nghệ của nó được hết mà. Vâng. Mà công nhận là nó rẻ. Vâng. Mọi người kiểu dạng như coi nó là xe tàu. Thế nên nói chung là tàu mất giá. Da này thì là da xịn rồi. Lốp này. Đang kiểm tra về cái này. Đang làm
đâu đang tháo đồ ra để kiểm tra xem cái gì hỏng hóc thì thay thế. Nói chung là con này đẹp ấy. Này, đèn đóm nó sáng choang này mà. Chỗ này thì nó hơi sệ tí ba đờ sốc cản trước này. Cái này căn lại này. Quá đẹp. Chỗ này chật quá nên không quay được cái dáng của nó. Đèn này. Máy móc khô ráo nhỉ? Khô chứ. Cái này là anh ấy mới làm lại. Cái này nó bị ẩm. Mới làm lại xong này. Cái này hôm trước thì nó bị ẩm dầu nên bảo anh ấy xử lý. Còn xem còn cần thay thế những cái gì thì thay luôn. Khoang động cơ của nó nhìn rất là gọn gàng. Số khung đẹp. Số khung đây. Số khung này ở đây luôn này. À, số khung con này ở đây. Con này cabo cũng chưa tháo ốc này. Con này nội thất thì như mới, xuất sắc. Hàng này đúng kiểu chất hàng siêu tầm, đúng rồi. Nhựa của nó nhìn rất là chỉnh chu và liền lạc này, rất là khăng khít này. Ây da, cụm công tắc chỉnh nó còn mới tinh tinh này. Da ghế này như mới, da ghế này còn chưa đánh lên này. Sợ thật. Hai vị trí, ba vị trí nhớ ghế ở bên ghế lái. Da này, túi khí này. Đây, họa tiết in coi như là logo luôn này. Thương hiệu này. Thật sự quá đẹp. Dày, cửa này dày dặn. Cái này là ở cái gương chiếu hậu này, cái này là ở cột A này, đang tháo cái chắn gió nên phải bỏ xuống này. Âm thanh thì nghe cũng hay. Xem cốp à. Cảm biến va chạm xung quanh.